Thalassemia, tan máu bẩm sinh, là bệnh lý huyết học di truyền phổ biến nhất trên thế giới liên quan đến sự bất thường của hemoglobin. Theo ước tính, tỷ lệ người mang gen bệnh là khoảng 7% dân số trên thế giới, 1,1% các cặp vợ chồng có nguy cơ sinh con bị bệnh và 0,27% trường hợp có thai sinh con ra bị bệnh. Mỗi năm có khoảng 300.000 đến 500.000 trẻ em sinh ra mắc thalassemia ở độ nặng. Anh Hà Thanh Long và chị Khuất Thị Thơm là một trong số những cặp vợ chồng không may mắn khi mang trong mình gen bệnh thalassemia. Niềm vui cứ vừa chớm nở đã hóa thành nỗi buồn, trải qua hai lần mang nặng đẻ đau, nhưng hai bé của anh chị đều mất do những biến chứng của bệnh. Vẫn ấp ủ khao khát về tiếng cười trẻ thơ, cơ duyên đã đưa anh chị đến với khoa hỗ trợ sinh sản và nam học, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Tại đây, anh chị được bệnh viện hỗ trợ toàn bộ chi phí sàng lọc trước chuyển phôi, góp phần hiện thực hóa giấc mơ về một gia đình trọn vẹn. Không phụ những nỗ lực của các y bác sĩ và niềm tin của anh chị, ngày 12 tháng 8 năm 2019, bé gái Hà Thanh Thảo đáng yêu và khỏe mạnh đã đến với thế giới trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cha mẹ. Vì một niềm tin về hạnh phúc, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã và đang trao thêm nhiều cơ hội đến với người bệnh, chỉ cần họ có niềm tin và hy vọng dù là rất mong manh. Ươm mầm và nuôi dưỡng lên những sự sống, đó chính là sứ mệnh của chúng tôi trên hành trình trao yêu thương và khơi nguồn hạnh phúc. Mọi người bảo là đau đẻ rất là đau, nhưng mà em nghĩ là đúng là đau, đau thật. Nhưng mà khi con em nằm trên bụng em rất là vui. Cảm ơn các bác sĩ là phụ sản giúp đỡ vợ chồng em và nhiệt tình. Từ lúc vợ chồng em bắt đầu đi làm những cái xét nghiệm đầu tiên đến lúc mà sinh con em ra, em rất biết ơn các bác sĩ. Chỉ cần nhìn con, nói chung là nhìn con là đủ rồi, không cần gì hết. Giờ hạnh phúc